Tôn Đức Thắng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, mất ngày 30 tháng 3 năm 1980, là một nhà cách mạng, chính khách của Việt Nam. Ông là chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến khi qua đời. Trước đó, ông là phó chủ tịch nước 1960 đến 1969, quyền chủ tịch nước 2 tháng 9 đến tháng 22 tháng 9 năm 1969, trưởng ban thường trực Quốc hội 1955 đến 1960, tương đương với chủ tịch Quốc hội bây giờ. Sau khi kế nhiệm chủ tịch Hồ Chí Minh, ông trở thành chủ tịch nước thứ hai và cũng là chủ tịch nước cuối cùng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng thời là chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thân thế, Tôn Đức Thắng còn có bí danh Thoại Sơn, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại Củ Lao Ông Hổ, làng Mỹ Hòa Hưng, Tổng Định Thành, Hạt Long Xuyên, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nơi thường trú tại quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội, là con đầu của ông Tôn Văn Đề và bà Nguyễn Thị Dị. Gia đình đông con, theo thông lệ miền Nam, ông còn được gọi là Hai Thắng. Gia đình ông thuộc hạng nông dân khá giả nên từ nhỏ ông đã được học hành đàng hoàng. Năm 1906, sau khi tốt nghiệp sơ cấp tiểu học Đông Dương, Certificat de Etudes Primes Complementes Indochinoi Sepsi tại Long Xuyên, ông rời quê lên Sài Gòn học nghề thợ máy tại trường cơ khí Á Châu, LECOLE de Mechaniciens Asiatiques, dân gian thường gọi là trường bá nghệ. Tốt nghiệp hạng ưu, ông được nhận vào làm công nhân ở nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp tại Sài Gòn. Hoạt động chính trị, thời trẻ, năm 1912, ông tham gia tổ chức công nhân bãi công đòi quyền lợi, vì vậy bị sa thải. Năm 1913, ông sang Pháp làm công nhân ở Toulon, Pháp. Năm 1914, ông được tuyển mộ làm lính thợ cho một đơn vị hải quân Pháp, tham gia phản chiến chống lại cuộc can thiệp của đế quốc Pháp vào nước Nga Xô Viết tại Hắc Hải, ngày 20 tháng 4 năm 1919, treo cờ đỏ trên một thiết giáp hạng của Pháp tại đây để ủng hộ cách mạng Nga. Năm 1920, ông về nước, xây dựng cơ sở công hội, tiền thân của Công đoàn Việt Nam, vận động công nhân đấu tranh, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Ba Son từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1925, quyết tâm trì hoãn việc sửa chữa chiếc đô đốc hạng Jules Michelet trong đoàn tàu chiến Pháp đang trên đường sang Trung Quốc. Năm 1927, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, là ủy viên Ban chấp hành Thành bộ Sài Gòn và Kỳ bộ Nam Kỳ, và được phân công trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn, Chợ Lớn. Ông bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn, 1928. Cảnh sát thực dân Pháp gán cho ông vào tội chủ mưu giết người trong vụ ám sát một người hợp tác với chính quyền thuộc địa Nam Kỳ tên là Phát do các đồng chí của ông thực hiện. Đường Ba Bia, nay là đường Thạch Thị Thanh, nhờ có một đồng chí trẻ tự nhận là chủ mưu, cùng với sự vận động của một số nhân sĩ trí thức người Việt như bà Trần Thị Cửu, đốc học Nguyễn Văn Bá, luật sư Trịnh Đình Thảo, nên ông chỉ bị chính quyền thuộc địa tuyên án chung thân khổ sai, đẩy ra Côn Đảo. Có tổng cộng hơn 60 người bị bắt trong vụ án này. Theo hồi ký Passion, Betrayal and Revolution in Colonial Saigon, The Memoir of Bao Lương của bà Nguyễn Trung Nguyệt, Bảo Lương. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo. Theo ông Christoph Giebel, giáo sư khoa sử tại Đại học Washington, Hoa Kỳ và là tác giả cuốn sách nghiên cứu về ông Tôn Đức Thắng, tiền bối tưởng tượng của những nhà Cộng sản Việt Nam, Tôn Đức Thắng và chính trị của lịch sử và ký ức, Imagine the Ancestors of Vietnamese Communism, Tôn Du Thang and the Politics of History and Memory, cho rằng không có bằng chứng cho thấy ngay từ thời rất trẻ, thậm chí trước cả thời chiến tranh thế giới thứ nhất, ông Tôn đã hoạt động rất tích cực trong các hoạt động cách mạng tại Sài Gòn. Ông Tôn không bị bắt lính sang Pháp năm 1914 mà được tuyển mộ. Trong sự kiện ở Hắc Hải năm 1919, Gibo tin rằng ông Tôn Đức Thắng không có mặt trên bất kỳ con tàu nào của Pháp liên quan vụ binh biến ở Hắc Hải. Bộ máy tuyên truyền đã dùng hình ảnh ông Tôn cắm cờ trên một trong những con tàu ở Hắc Hải để kết nối cách mạng Việt Nam với cách mạng tháng 10 Nga. Trong cuộc đình công ở Ba Son năm 1925, theo Gibo không phải là một cuộc đình công chính trị với mục đích chống đế quốc và cũng không giam chân được chiến hạm Pháp trên đường đến Trung Quốc. Sau cách mạng tháng 8 1945, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến, giữ chức bí thư xứ ủy Nam Bộ 1945. Ông là đại biểu Quốc hội liên tục các khóa 16. Năm 1946, Phó Ban Thường trực Quốc hội 1946 đến 1955, đại biểu Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Phó Hội trưởng Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam
1946 đến 1951. Năm 1947, Thanh tra đặc biệt toàn quốc. Tháng 8 năm 1947, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 5 năm 1947, tháng 11 năm 1947. Năm 1948, quyền trưởng Ban Thường trực Quốc hội. 1948 đến 1955, trưởng Ban Vận động thi đua Ái quốc Trung ương. Năm 1950, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Xô. Năm 1951, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 1951 đến 1955, trong cuộc nổi dậy chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Tuy nhiên, tổ chức này đã bị giải thể sau Hiệp định Geneva năm 1954 trao cho Việt Minh duy nhất kiểm soát Bắc Việt Nam. Sau đó ông tiếp quản một tổ chức khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một nhóm dân tộc chủ nghĩa thân cộng sản. Tôn Đức Thắng đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc trong cuộc chinh phục để thu hút những người ủng hộ từ miền Nam Việt Nam. Kết quả là ông đã nhận được Giải thưởng Hòa bình của Stalin vào năm 1955. Năm 1955, trưởng Ban Thường trực Quốc hội. 1955 đến 1960, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 1955 đến 1977, Ủy viên Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới, Chủ tịch danh dự Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Từ năm 1960 đến 1969, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong giai đoạn này, công việc chính của ông là cố gắng giành lại miền Nam Việt Nam cũng giúp đưa ông trở thành Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1960. Năm 1967, khi ông vẫn còn là Phó Chủ tịch, ông đã giành được Giải Hòa bình Lenin, một giải thưởng hàng năm tương tự như Giải Nobel Hòa bình, nhưng được trao bởi Liên Xô. Chủ tịch nước 1969 đến 1980. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, Tôn Đức Thắng kế nhiệm Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, hầu hết quyền lực thực sự được trao cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Lê Duẩn. Từ năm 1976 đến 1980, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1977 đến 1980. Về mặt Đảng, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1947 và khóa 2 đến khóa 4, nhưng không tham gia Bộ Chính trị. Trong các văn kiện của nhà nước Việt Nam, báo chí của nhà nước, giai đoạn ông làm Chủ tịch nước, tên ông bao giờ cũng được đặt lên đầu, trên cả Tổng Bí thư Lê Duẩn và các lãnh đạo khác. Gia đình, ông kết hôn với bà Đoàn Thị Dầu, sinh năm 1898 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mất ngày 25 tháng 5 năm 1974, vào năm 1921 ở nhà ông bà ngoại của bà Dầu ở xã Vĩnh Kim, Tiền Giang. Đây là cuộc hôn nhân có ý nghĩa đền ơn trả nghĩa vì ông đã giúp an táng ông Ba Sứ, anh trai bà Dầu. Một người bạn của ông ở Pháp, bà Đoàn Thị Dầu là cô giáo trường làng. Hai người sinh được hai con gái đầu là Tôn Thị Hạnh, sinh năm 1924 và con gái thứ hai là Tôn Thị Nghiêm, sinh năm 1928. Đầu năm 1929, hai ông bà sinh con trai thứ ba tên là Tôn Đức Liêm, nhưng Liêm đã qua đời lúc 3 tuổi vì bị bệnh nặng. Bà Tôn Thị Hạnh kết hôn với ông Dương Văn Phúc, nguyên là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vào năm 1950. Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, Tôn Thị Hạnh và Tôn Thị Nghiêm theo cha lên chiến khu Việt Bắc. Tôn Thị Hạnh làm văn thư lưu trữ, còn Tôn Thị Nghiêm làm điện báo viên ở Văn phòng Trung ương. Bà Tôn Thị Nghiêm kết hôn với ông Tưởng Bích Trúc, Phó Tiến sĩ, Chủ nhiệm khoa Đại học Y Hà Nội. Vợ chồng bà Tôn Thị Nghiêm đã mất vào thập niên 1980. Ít năm sau khi Tôn Đức Thắng qua đời, hai người có ba con gái, Tưởng Bích Vân, Tưởng Bích Hà và Tưởng Hoài Nam. Năm 1946, Tôn Đức Thắng nhận nuôi hai người con gái nuôi là Tôn Thị Ngọc Quang, sinh năm 1927, không phải họ Tôn, sau 1954 đổi sang họ Tôn, và Tôn Thị Tuyết Dung, sinh năm 1933, 12-13. Bà Tôn Thị Ngọc Quang làm y tá ở một viện quân y ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, và kết hôn với Nguyễn Thanh Phúc, quê Quảng Trị, chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tại Lào. Hai người có một con gái, Nguyễn Thanh Thanh, và hai con trai, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thanh Phong. Qua đời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua đời lúc 6 giờ 35 phút ngày 30 tháng 3 năm 1980, hưởng thọ 92 tuổi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ quốc tang ông với nghi thức trọng thể nhất trong 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 năm 1980. Ông được an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội. Khen thưởng và vinh danh, tưởng niệm, giải thưởng.
huân chương Sao Vàng ngày 19 tháng 8 năm 1958, huân chương Đại đoàn kết dân tộc truy tặng ngày 15 tháng 11 năm 2005, giải thưởng hòa bình quốc tế Lenin của Liên bang Xô Viết tháng 12 năm 1955, huân chương Lenin 11/1967, huân chương Cách mạng tháng 10 1978, huân chương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin 1978, huân chương Xúc Ba Tờ của Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ tháng 8 năm 1978, huy chương hữu nghị kỷ niệm 20 năm Cách mạng Cuba 1953-1973. Ông được Hồ Chí Minh ca ngợi là gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nhân dịp tròn 70 tuổi, ông được tặng thưởng huân chương Sao Vàng và là người đầu tiên được tặng huân chương này 1958. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng hòa bình quốc tế Lenin do chính phủ Liên bang Xô Viết trao tặng 1955. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông, đoàn chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã trao tặng chủ tịch Tôn Đức Thắng huân chương Xúc Ba Tờ, huân chương cao quý nhất của Mông Cổ. Tên ông được đặt cho một đường phố ở thành phố Odessa, Ukraine vì liên quan đến sự kiện phản chiến ở Hắc Hải và cũng là tên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều con đường ở Việt Nam cũng được đặt tên theo tên ông. Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Tên gọi Tôn Đức Thắng cũng được đặt cho một giải thưởng cấp thành phố của thành phố Hồ Chí Minh để tôn vinh những công nhân, kỹ sư có thành tích đặc biệt trong lao động và sản xuất. Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ngày 20 tháng 8 năm 1888, ngày 20 tháng 8 năm 1988, nhà nước Việt Nam đã cho thành lập một bảo tàng với tên gọi ban đầu là Nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được đổi tên thành Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Bảo tàng này trước đây là tư dinh của Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Phim Tổ quốc tiếng gà chưa, biên kịch Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn Nguyễn Huy Thành. Đường Tôn Đức Thắng tại Việt Nam, tên ông đặt cho đường phố ở Hà Nội, nối Chu Văn An với Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hồ Chí Minh, nối Đinh Tiên Hoàng đến đoạn cắt Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Hải Phòng, từ ngã tư Tô Hiệu và Trần Nguyên Hán đến đường Hùng Vương, Đà Nẵng, nối Nguyễn Lương Bằng với Điện Biên Phủ, Đồng Hới, từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Xuân Diệu và Hoàng Diệu đến đường Hà Huy Tập, thành phố Pleiku, nối Ngô Quyền và Phạm Hùng với Lê Đại Hành và QL14. Tại thành phố Long Xuyên, tên ông được đặt cho con đường nối từ tượng đài Bông Lúa đến Trần Hưng Đạo. Bảo tàng Tôn Đức Thắng đặt tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về Tôn Đức Thắng, phục vụ nhu cầu thăm viếng và tưởng nhớ của người dân các tỉnh, thành phía Nam. Một số tỉnh, thành gần đây cũng có xây dựng các phòng trưng bày về Tôn Đức Thắng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn.